Lên rè cho nó an toàn ở nhà mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng. Cô giáo Lê Thị Bích Xuân đã tài trợ toàn bộ số áo phao của mọi người để mọi người đi được bình an và không bị bắt lại. Đây là cá chép coi nha cả nhà. Anh rảnh không? Rảnh. Ra kia chơi. Cảm ơn nụ cười vô cùng từ bi trí tuệ. Trời, ta đi ra ngoài mà nói ta kỳ vậy ta. Đó, kêu anh rảnh không? Anh chở ra ngoài chơi đi. Xin hãy ban tặng nụ cười từ bi đó cho mọi người nha. Tưởng đâu mà hai bộ tép lên lái luôn chứ. Đến này quay cho. Nhưng mà bây giờ là đổ ra cái thùng đó rồi xong rồi mới vớt chứ em. Vậy luôn hả? Thôi chị xả, chị đổ ra luôn. Nè, đổ ra trực tiếp ra luôn. À, chị thích thần thái và phong cách. Qua nhiều không, cái nó đẹp hơn. Đổ vô đi. Thôi anh này chuyên gia mà. Mày đọc cái bài chú chưa? Chưa. Bài chú gì? Lo đi không mà quên đọc. Chú thả cá. Không, Phật Bồ Tát đã chứng minh hết rồi. Ơn trên đã chứng minh cho hai vị Bồ Tát rồi. Mày thả hết mịch rồi hả? Từ bi quá mà. Em mở ra cái mịch nó rảy lên, nó nhảy ra. Em chưa kịp nói gì hết trơn á. Em á. U anh nó có bầu kìa, anh bể bầu nó đó. Sao bể được? Thôi cái này không đi. Tại sao vậy anh? Hai cá chê. Cá chê, cá chép. Cá chê với cá chê nó khác nhau. Cá chê nó dữ hơn. À, nó cắn cá chê. Với lại mà em bắt cá chê là em bắt cá này em bắt không bắt tay được, cá chê bắt cái nhảy tay của mình đó. Chích xương đó. Nó chích vô nhức cái tay đó hay gì đâu Phật. Thôi, thả đi, tao tập tay chú rồi xong thả rồi. Cảm ơn sự từ bi và trí tuệ tài trợ của gia đình mình Ba Tây. Cảm ơn những mạnh thường quân rất nhiều. Sao, cho em xin bài chú. Đọc hả? Số điện thoại của chúng con là 0589454256. Nếu cả nhà có đi thì có thể dặn trước với chúng con nha. Có anh Ba Tây sẽ hỗ trợ cho mọi người cái phần Anh đừng ốm hơi. À mắc cỡ ha, mắc cỡ thôi mình xin dừng đi. Anh gửi qua cho em để em làm kỷ niệm. Một người đọc phải không? Dạ hai người đọc.